Tin mừng theo Thánh Marco. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hà, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Đi truyền giáo. Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 nói với các thừa sai được cử đi truyền giáo ở Bắc Cực rằng: nếu trên đó chỉ có một người cần được rao giảng phúc âm thì cũng đủ để các con đi lên đó. Sứ mạng truyền giáo của giáo hội gắn liền và bắt nguồn từ sứ mạng thừa sai của Chúa Giêsu Kitô. Các tông đồ là những người đầu tiên được ủy nhiệm sứ mạng này từ Đức Giêsu Kitô. Họ được sai đến với muôn dân để loan báo tin mừng cứu độ. Cũng vậy, sứ mạng này được tất cả tín hữu nối tiếp và thực thi. Thánh Francisco Xavier, với một đời sống hiền lành, cung cách lịch sự, chịu thương chịu khó, đã cảm hóa được nhiều người trở lại đạo. Noi gương thánh nhân, chúng ta cũng thực hành sứ mạng truyền giáo bằng nếp sống yêu thương, vui tươi, khiêm nhường và hăng say nói về Chúa cho mọi người. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con lòng yêu mến công việc truyền giáo qua việc trau dồi thánh khoa, hầu có thể giới thiệu Chúa cho mọi người. Amen.